chị ăn ơi, Đăng Quang ơi. Vâng, nó đi không Hồng Thành. Vâng, xe Hồng Thành. Cô em cô gái không ơi. Này cô gái tay niêm phú trứng cốc rồi. Chào mọi người. Cái này thị trấn rồi. Hello, xin tất cả mọi người nhá. Chào nhá. Đang Hợp Thành đi giờ đi dùng cơm. Thanh Quang đang cùng ở Hợp Thành nhỉ. Giờ đi vào nhà ở nhà hàng ẩm thực Suối Nhù. Nghe trên đài báo nhiều giờ nay mới có dịp đến tới. Đây là đội Bảo Yên này. Chưa chi. Ai có bà đi xe bảo đi xe máy sang à? Đây đi xe máy nhá. Còn nấm không? Mắc cả bà cha đấy luôn. Hello. Hello. Chị gái. Bây giờ vào cái chuyện trời đang mưa. Đây có mấy đặt sẵn rồi. Đi hết đấy. Anh nhặt ra ai thiếu là chấm điệu. Quay lần này nó không biết miền trong anh của nó đi. Có cơ hội để quay thôi ạ. Mấy khi đó. Vâng, mấy khi. Có một lần rồi. Hát tới đây thấy rồi đấy. Con nít rồi. Con nít rồi. Thôi đi vào trong. Đây có một nhà sàn. Đây á. Dưới kia. Có người ăn cơm này cho ăn phương giá. À đúng rồi, nhà sàn nên phi nhiều này. Đây nhà sàn này luôn đấy à. Tí về nhà anh uống rượu nhá. Cái anh. Đấy ở gần đây mà. Vâng. Nhưng mà tí em đi cùng đoàn Lào Cai về rồi. À thế à? Phải đi hát đoàn chứ anh. Không phải lạc mà cháu về thì hóa lao được rồi. Cháu về hóa lao được mà. Tối chèn chứ. Tối chèn chứ. Không phải Phú Nhuận như con này sợ gì đâu. Hóa lao Phú Nhuận. Bác bác học có chèn nhé. Tối chèn thôi. Chúng bên dưới hả anh? Rất vui mọi người nhá. Trông cái câu lạc bộ mùa nhá. À bác giảm tới dưới cả. Sao lúc nãy ra đây luôn thì cho mát mẻ. À đi qua một cái cầu. Rất là đẹp luôn. Sẽ đi qua. Chơi luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
có mát vào đây mà đây. Thì đừng lúc được dưới này. Về tắm nước đó. Tắm nước ao đi. Bây giờ tắm nước. Bây giờ thì cần được gọi đi tôi mà không quay như qua đi. Ủa anh á, ta sân khấu kìa. Sao không biết? Ây dù sao không biết? Biết chưa anh? Vừa biết rồi, vừa biết rồi. Em vừa biết rồi, mấy năm quen chồng. Quay hộ anh đây. Ui lòng quá. Rất đông bà con nha mọi người nha. Đi lên nhà sàn nha. Chưa tìm thấy vợ à? Anh trai chưa tìm thấy vợ à? Chưa tìm thấy chị à? Chị về à? Mình lên tầng đây. Đi tham quan tí. Ngồi đâu ta? Chỉ tầm mâm một người quen thôi. Hết mâm rồi. Ở cành đâu trong này có mâm này. Tuyết mùa hè ơi, vào đây. Em tuyết mùa hè ơi. Bài tôi trẻ ná. Bà lên này thấy ngồi dưới kia. Là ăn giảm tiếp này, kinh hì tư mà đem. Chết đây, dạ. Chửi luôn. Đấy. Món nào chừng VTV vào đây với chú. Dạ. Cháu quay từ rồi. Cháu làm rất là cảm ơn đây. Làm thân tay đâu, thân tay đâu, thân tay đâu. Cháu Thanh Quang, Thanh Quang Tây Bắc. Bữa là hội viên câu lạc bộ Hội Xuân. Vâng vâng. Hội Xuân này là Xuân Vâng. Có phải thế nhá. Vâng. Lần đầu tiên cháu về vô là Liên Phú. Tối chén. Tối. Ui. Chúc chị càng ngày càng đẹp, càng buôn may mắn đất. Đang hồi xuân à? Chị đang hồi xuân à? Đang hồi xuân à? Kia. Yeah.
chí thì có đi ra Than Huyền không? Xả sạt lở nhiều quá. Người đẹp. Thêm. Thank you.
xuân lại. Vâng vâng, cảm ơn ạ. Mấy bà khỏe vác qua rồi, cháu nặng thế mà vác ra được. Ơ à, quên người kìa, quên người kìa. Cô bạn ơi, chào về trước đây. À, Võ Lăng về à? Cháu về trên Lào Cai luôn ạ. Kìa. Đây. Bà bác kìa. Cậu về luôn này. Chú, 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 chú. Cái này là em thím. Thím, 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 thím. Đi, 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 gì, 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 gì. Đây là cháu dê. Chắc phải đi về tầm 10 mâm ấy. Đi tiếp 10 mâm ấy. 10, 10 mâm. Cháu ạ. Cháu bảo à, ui ôi, đến Tết thì lên hợp hành, lượm hành mới lên nhà con. Nhiều việc quá cô ơi, kiếm ăn. Thất hứa rồi. Giờ kiếm ăn cô ơi. Giờ phải đi kiếm ăn. Kiếm ăn nhiều. Em vừa đâu bạn ơi. Con càng ngày càng lớn. Cháu đi xe khác. Con ngày càng hai ba mươi thế lại về. Vâng. Thanh Quang, Thanh Quang, bye bye. Đấy, chị Sơn dẫn đầu đấy. Đây, chai bản, chai bản, chai bản.